tấn công dữ dội xuyên biên giới vào tỉnh Kursk đã giúp Ukraine mở ra một mặt trận mới và giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ của Nga. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng đây có thể là sai lầm chiến lược của Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Kiev có thể giữ được những vùng đất này trong bao lâu mà không để mất thêm một số khu vực trọng yếu ở Donbass? Tính chất rủi ro của canh bạc này được nêu bật vào cuối tuần qua khi chính quyền thành phố Pokrov, miền đông Ukraine kêu gọi người dân để nhanh tiến độ sơ tán trong bối cảnh quân đội Nga tiến gần đến nơi đây sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Trong thông báo đăng tải trên Telegram, ông Serhii Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Pokrov, cho biết đối phương đang nhanh chóng tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Pokrov. Họ chỉ cách vùng ngoại ô khoảng 10 km và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Lời cảnh báo của ông Dobryak là bằng chứng cho thấy Nga không hề giảm tần suất các cuộc tấn công vào những khu vực khác của Ukraine, bất chấp chiến dịch xâm nhập biên giới mà Kiev thực hiện trong gần hai tuần qua. Ngày 18 tháng 8, Nga cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát ngôn làng Syri donipka ở Donetsk. Nhờ các hoạt động tích cực, các đơn vị của nhóm tự sen đã giải phóng khu định cư Syri donipka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các lực lượng khác cũng đang cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Ukraine cho biết đã giành quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cáo buộc Kiev lần đầu tiên sử dụng tên lửa phương Tây phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở khu vực khiến một số tình nguyện viên sơ tán dân thường bị thiệt mạng. Sau bất ngờ ban đầu, Nga đã triển khai viện binh đến khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhiều khả năng lực lượng tiếp viện của Nga không đến từ trục ưu tiên ở phía đông Ukraine, nơi Moscow duy trì nhịp độ tấn công tương đối cao, đặc biệt là Donetsk, mà đến từ hướng khác. Tại Donetsk, các lực lượng Nga đang tiếp tục theo đuổi một cuộc bao vây chiến thuật đối với Ukraine ở phía đông nam Pokrov. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá rằng lực lượng Nga có khả năng đã chiếm được Olipka cách Pokrov khoảng 35 km và Zalane cách Pokrov khoảng 20 km. Trong nhiều tháng qua, Nga đã cố gắng gây áp lực cho các hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, nỗ lực giành thật nhiều vùng lãnh thổ trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới do phương Tây tài trợ được triển khai trên chiến trường những thành quả mà Nga đạt được khá ít ỏi khi tiền tuyến hầu như không chuyển dịch, nhưng bước tiến của Moscow về phía Pokrov đã khiến Ukraina và các nước phương Tây lo lắng, nếu chiếm được Pokrov, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm toàn bộ các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraina phát biểu với truyền thông, ông Serhiy, ông Serhiy Tarsevsky, sĩ quan thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine cho biết, cuộc đột kích của Ukraine và biên giới nga không làm giảm các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Donetsk. Nỗ lực tiến công của nga không dừng lại dù chỉ trong một phút và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn suốt ngày đêm. Ông Serhiy Tarsevsky nói. Quan chức này nhấn mạnh. Sau khi phải đối mặt với các cuộc đột kích bất ngờ ở khu vực Kursk, Nga dường như đang cố gắng làm mọi thứ để đạt được thành công ở một nơi nào đó. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng lực lượng Nga đang duy trì nhiệt độ tấn công tương đối cao ở Donetsk và điều này cho thấy Bộ Chỉ huy quân sự Nga tiếp tục ưu tiên tiến công ở miền đông Ukraine, ngay cả khi Kiev đang gây sức ép về họ bên trong khu vực Kursk. Đánh giá về chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga, Andrew Laham, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại trường đại học Macalester của Mỹ cho rằng, Tổng thống Zelensky đang mắc sai lầm chiến lược khi chuyển hướng các nguồn lực quan trọng khỏi chiến trường chính để đạt được những lợi ích nhỏ. Dù cuộc tấn công tỉnh Kursk thu hút sự chú ý và gây ra một số tổn thất cho Nga, nhưng chiến dịch này không làm thay đổi được những yếu tố cơ bản của cuộc xung đột. Nga vẫn là một cường quốc quân sự đáng gờm về kho vũ khí khổng lồ và có khả năng dân đe hạt nhân. Ukraine dù thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đẩy lùi đối phương nhưng vẫn khó có thể vượt qua sự tranh lệch quá lớn này. Quan trọng hơn, việc chuyển hướng lực lượng khỏi chiến trường chính là một tính toán đầy rủi ro có thể dẫn tới hậu quả khôn lường mỗi binh sĩ, mỗi xe tăng và pháo binh mà Ukraine triển khai trong cuộc xâm nhập biên giới Nga đều gây trở ngại cho nỗ lực của Kiev nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Những nguồn lực này nếu tập trung vào tiền tuyến có khả năng mang lại lợi ích hữu khỉnh như làm suy yếu tuyến phòng thủ của Nga và tạo cơ hội cho Ukraine có sự đột phá mang tính quyết định. Thay vì tiếp tục đẩy lùi Nga trên chiến trường, Ukraine dường như bị cuốn sâu vào một mặt trận hạn chế, trong khi mức độ tổn thất cao hơn. Chưa kể nỗ lực tấn công biên giới Nga có thể làm leo thang xung đột, có nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác can dự và dẫn đến một cuộc đối đầu quy mô lớn. Theo ông Andrew Lahan, Ukraine đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng. Con đường phía trước đầy dậy những thách thức, nhưng Kiev nên giữ vững trọng tâm là giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Việc lãng phí các nguồn lực quý giá có thể không có lợi cho nước này. Nhiều nhà phân tích khác cũng cho rằng, dù Ukraine có thể củng cố khả năng kiểm soát một số khu vực ở biên giới Nga, thì đây vẫn là động thái mạo hiểm. Ukraine có nguồn lực hạn chế, nên các tuyến tiếp tế kéo dài của nước này tới tỉnh Kursk sẽ rất dễ bị Nga tấn công. Vào ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ vượt biên và tấn công vùng Kursk của Nga. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhằm về phía quân đội Ukraine. Hãng tin RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 8, các lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất hơn 330 binh sĩ và 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe vận tải bọc thép, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo và 3 khẩu súng cối. Các video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt ở vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên dài 20 giây, một chiếc xe tăng vẫn còn nằm trên xe tải vận chuyển đã bị một UAV trinh sát của Nga phát hiện, sau đó đã bị một UAV lan xét tấn công phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân APC của Ukraine được bố trí trên đường cao tốc. Cuộc tấn công bằng UAV lan xét của Nga đã khiến APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine hoảng sợ chạy toán loạn. Đoạn video thứ ba là cuộc tấn công từ các trực thăng Mi-28 mà NATO gọi là Havok, phóng tên lửa vào các đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng Mi-28 đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vik, NATO gọi là AT-16 Scalian, để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ nhắm vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk mà còn ở vùng Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga đã tấn công vào ban đêm bằng bom với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh FAB-500 tại một điểm triển khai tạm thời và các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Thông báo cho biết, phi hành đoàn của Tổ hợp Hàng không đa chức năng Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công vào ban đêm điểm triển khai tạm thời của một đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine và các phương tiện bọc thép của lực lượng này ở khu vực biên giới của khu vực Kursk. Cần lưu ý rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các mục tiêu kiên cố, được trinh sát của kẻ thù bằng cách sử dụng bom trên không hiện đại hóa với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, sau khi nhận được xác nhận từ tình báo rằng điểm triển khai tạm thời của đơn vị và các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay khởi hành an toàn. Cơ quan này cũng công bố một đoạn video cho thấy máy bay cắt cánh và ném bom trúng mục tiêu. Trong khi đó, tờ The Times của Anh đưa tin quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái do Anh cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk, khiến dân thường thiệt mạng. Theo tờ báo, Anh cũng đang cố vấn chặt chẽ cho quân đội Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine lúc 5 giờ 30 tức 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 6 tháng 8 tiến hành tấn công nhằm chiếm lãnh thổ ở khu vực Kursk. Bước tiến của chúng đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tái lập biên giới quốc gia theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở Khankos, quân đội Ukraine mất tới 2.860 quân nhân và 41 xe tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chế độ Kiev thực hiện hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Putin cho rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được. Lữ đoàn xung kích đường không số 80 Ukraina ngày 18 tháng 8 thông báo, đơn vị này đã tịch thu một xe tăng T-90M Pro-Ripa của đối phương trong cuộc tấn công diễn ra tại tỉnh Kursk của Nga. Video đăng kèm cho thấy chiếc xe còn khá nguyên vẹn và đã được lữ đoàn 80 sơn hình tam giác màu trắng, biểu tượng của quân đội nước này trong chiến dịch ở tỉnh Kursk lên một số chỗ. Binh sĩ Ukraine trong video cho biết lữ đoàn tịch thu được chiếc T-90M trong một lần đột kích vào phía sau phòng tuyến của lực lượng Nga, nơi họ được giao nhiệm vụ quét sạch các vị trí của kẻ địch. Trong lúc đột kích, các quân nhân Ukraine phát hiện lính Nga đang tìm cách khởi động chiếc xe tăng nhưng không thành công, buộc phải bỏ lại nó khi tháo chạy. Sau khi tịch thu chiếc T-90M, lực lượng Ukraine nhận thấy lý do quân nhân Nga không thể khiến xe hoạt động là vì ác quy đã cạn sạch điện. Họ thay ác quy cho chiếc xe tăng và khởi động nó thành công sau 10 lần thử, rồi lái phương tiện này về căn cứ với tư cách chiến lợi phẩm. Chiếc T90M được lữ đoàn 80 gọi là Pirozok, tên một loại bánh truyền thống của Nga và Ukraine. Tổ vận hành mới cho biết họ không thích chiếc xe lắm vì nó có hệ thống điều khiển nặng nề, phải dùng cần gạt để xoay thân xe. Quân nhân của lữ đoàn 80 cho hay, rất khó để lái nó, không thể xoay tháp pháo như mong muốn. Cần lái thì giống như trên xe tải GAZ-66, CCK, ngồi cũng khó nữa. Nói chung tổ lái mới không hài lòng với chiếc xe. T-90M Pro Rip 3 là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chủ lực T-90A được ứng dụng nhiều công nghệ mới phát triển trên nền tảng mẫu T-90MS dành cho xuất khẩu. Nó được coi là mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay trong bối cảnh dòng T-14 Armata thế hệ mới chưa được biên chế đại trả. Trong chuyến thăm của nhà máy tập đoàn Uran và Gonzavod hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi T-90M là xe tăng tốt nhất thế giới. Trước đó, lính Ukraine cũng nhiều lần chê các mẫu xe tăng đời mới của Nga sau khi tịch thu từ đối phương. Họ cho rằng các thiết bị trên xe và hệ thống điều khiển hỏa lực của chúng có độ tin cậy thấp, dù đã được hiện đại hóa. Quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga sáng ngày 6 tháng 8 và đã kiểm soát 1.150 km vùng lãnh thổ cùng 82 khu dân cư tại vùng này, theo số liệu của Kiev. Trong khi đó, Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng trong chiến dịch, tổn thất tổng cộng hơn 3.460 quân nhân, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 thiết giáp chở quân cùng nhiều phương tiện, vũ khí khác trangmin.in.ua trích đoạn video được tài khoản Telegram Soi thân Ukraine đăng cho thấy lực lượng không quân Ukraine đã sử dụng hai quả bom thông minh ZDAMR để tấn công tiền đồn FSB nằm ở làng Tiotkinokos, được biết vị trí tiền đồn trên cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 2 km min.in.ua nhận định đây là lần thứ hai trong một tuần qua truyền thông Ukraina ghi nhận không quân nước này tiến hành hoạt động tác chiến nhằm vào mục tiêu quân sự Nga nằm trong địa phận làng Tioskino. Trước đó vào ngày 14 tháng 8, các UAV trinh sát Ukraina xâm nhập không phận tỉnh Kursk của Nga đã ghi lại hình ảnh nhiều trạm quan sát và chỉ huy cùng một nhà kho chứa trang thiết bị quân sự của Nga ở làng Tioskino bị không kích. Economist đã tìm ra toàn bộ quá trình tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky lên kế hoạch tấn công Kursk. Các binh sĩ Ukraine cho biết ban đầu họ đã bật cười khi nghe phổ biến kế hoạch. Lệnh di chuyển được phát ra trên radio và dạng sáng ngày 6 tháng 8. Sergei, binh nhì thuộc lữ đoàn 80 Ukraine, là một trong những người đầu tiên lao ra từ nơi ẩn nấp trong rừng. Vào thời điểm đơn vị anh ta vượt biên vào Nga dưới sự yểm trợ của hỏa lực xe tăng, vùng biên giới ở tỉnh Kursk, Nga đã bị phá hủy phần lớn. Soyi nói qua điện thoại với phóng viên của tờ Economist Anh từ bên trong tỉnh Kurs. Các chỉ huy của chúng tôi không tiếc một viên đạn pháo nào. Để đánh giá tính chất bất ngờ cũng như triển vọng của cuộc đột kích do Ukraine phát động nhằm vào Kursk, Economist cho biết họ đã phỏng vấn những người lính trực tiếp tham gia mặt trận này và các nguồn tin nắm rõ tiến trình ra quyết định của tướng Oleksandr Sisky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Economist, kế hoạch tấn công xuyên biên giới phòng Nga không xuất phát từ một tâm thế vui vẻ. Vào đầu tháng 7, tướng Sisky, tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm của Ukraine, đã chịu rất nhiều áp lực, phải vật lộn với di sản không mấy lý tưởng của người tiền nhiệm Valery Zaluny. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo quân đội bất đồng quan điểm với Tổng thống Volodymyr Zelensky về các chính sách huy động dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhân lực đáng kể. Tại Mỹ, Quốc hội chỉ khoản việc viện trợ cho Kiev, trong khi đó FDFK, thành trì của Ukraine ở phía bắc Donetsk, thất thủ. Các tuyến đầu ở khu vực Donetsk đang sụp đổ, đặc biệt là trung tâm hậu cần Pokrov. Thời điểm này cũng là lúc xuất hiện thông tin tướng Sinsky sắp bị sa thải sau các cuộc công kích liên quan tới tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, nhân vật quyền lực đứng sau ông Zelensky. Thậm chí có những thông tin rằng ông Sinsky đã nói dối cấp trên. Giữa lúc hỗn loạn, vị chỉ huy bắt đầu lên kế hoạch. Một nguồn tin thân cận với vị tướng Ukraine cho hay, Sinsky không giỏi các trò chơi chính trị, ông ấy giỏi về chiến tranh. Ít nhất, bốn kịch bản đã được cân nhắc cho chiến dịch tấn công vào những điểm yếu nhất trong phòng tuyến của Nga. Tấn công vào vùng Priyan, tấn công Kursk, kết hợp cả hai, tấn công nhiều mục tiêu hơn. Mục tiêu chính của Ukraine là kéo quân ra khỏi vòng Donbas và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Economist cho biết, tướng Sisky đã giữ bí mật kế hoạch của mình, chỉ chia sẻ với một nhóm gồm các tướng lĩnh và quan chức an ninh thân cận. Ông đồng thời trò chuyện riêng với Tổng thống Zelensky vào lúc không có sự tham gia của các phụ tá. Bên cạnh đó, lực lượng tình báo của quân đội đã thực hiện phần lớn hoạt động trinh sát. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR chỉ được đưa vào tham gia ở giai đoạn cuối của kế hoạch. Cùng theo nguồn tin thân cận với tướng Sisky, các đồng minh phương Tây không được thông báo trước về kế hoạch tấn công Kursk nguồn tin nói sg đã có hai chiến dịch trước đó bị phương tây phá hỏng một chiến dịch bị dò dỉ cho phía nga và một lần khác chúng tôi nhận được chỉ thị phải hủy bỏ chiến dịch việc hạn chế giao tiếp ở mức cần thiết đã cho phép ukraina phát động tấn công trước khi nga nắm bắt được điều gì đang diễn ra nguồn tin cho hay họ nhận ra điều gì đó đang diễn ra nhưng có lẽ cho rằng chúng tôi cần sự chấp thuận của mỹ cho một chiến dịch táo bạo như vậy đồng thời nói rằng do biết tin khi sự đã rồi phương tây không phản đối Quân tiếp viện Ukraine được đưa đến các khu rừng gần biên giới với lý do bề ngoài là phòng thủ trước cuộc tấn công tiền tàng của Nga ở vùng Sumy. Cùng lúc đó, truyền thông Ukraine loan tin về một cuộc tấn công sắp diễn ra do Nga phát động. Sơ y nhớ lại, việc luân chuyển quân diễn ra trong khoảng một tuần rưỡi trước khi bắt đầu chiến dịch Kursk. Các binh sĩ Ukraine bắt đầu nghi ngờ điều gì đó lớn lao sắp diễn ra vào đầu tháng 8 khi họ đột nhiên được cấp một loạt trang bị, mũ bảo hiểm tích hợp tay nghề, súng trường tấn công mới. Bên cạnh đó, họ tiến hành diễn tập trên các mô hình mô phỏng cho các ngôi làng của Nga. Lữ đoàn 80 bắt đầu chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Tướng Sinsky đã giữ lại phần lớn lực lượng tấn công của mình cho tuyến thứ hai này. Đó có thể là lý do tại sao ban đầu phía Nga nghĩ rằng cuộc đột kích vào Kursk không quá nghiêm trọng. Các binh sĩ Ukraine cho biết họ ban đầu không tin lời chỉ huy của mình khi ông nói về các kế hoạch. y nói, chúng tôi đã bật cười, chúng tôi đùa rằng đó không phải là ngày 1 tháng 4. Chỉ huy của chúng tôi chỉ mỉm cười bởi ông ấy rõ chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình. Theo Economist, tướng Zelensky là người cầu kỳ và chi tiết. Tuy nhiên, nếu như giai đoạn đầu, chiến dịch tấn công Kursk được lên kế hoạch tỉ mỉ, nay lại đang phát triển theo hướng ngẫu nhiên, khi yếu tố bất ngờ mất đi những bước tiến của Ukraine chậm lại. Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ông Zelensky vẫn đang thúc đẩy tiến độ tối đa. Tuy nhiên, ông Zelensky lại tập trung vào việc mở rộng các bên sườn dọc theo biên giới để thiết lập tuyến phòng thủ. Trong những ngày gần đây, lực lượng tăng cường của Ukraine gồm 10.000 tới 20.000 binh sĩ dường như tập trung vào việc thiết lập quyền kiểm soát ở bờ nam sông Seim, phía tây bắc thị trấn Sutsa, tỉnh Kursk. Ngày 16 tháng 8, tên lửa Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Kruskovo. Tới ngày 18 tháng 8, không quân Ukraine tuyên bố họ đã cho nổ tung cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim, theo Economist, canh bạc lớn của tướng Sinsky đã mang lại hy vọng cho Ukraine sau một năm liên tục đón tin tức ảm đạm. Nó cũng mang lại cho vị tướng này quyền lực mới. Tuy nhiên, thành công lâu dài khai không của chiến dịch này sẽ phụ thuộc lớn vào cách Nga phản ứng. Có vẻ như Moscow đang theo đuổi cách tiếp cận song song, vừa phản ứng mạnh mẽ với cuộc đột kích của Ukraine tại Kursk, vừa duy trì áp lực bên trong lãnh thổ Nga dọc theo chiến tuyến Donbass. Bằng chứng về phản ứng ngày càng tăng của Nga tại Kurs đã rõ ràng. Binh sĩ Ukraine trên mặt trận này cho biết họ đã nhận thấy một mức độ kháng cự khác so với giai đoạn đầu. Tổn thất của lực lượng Ukraine đang gia tăng. Nga đã bắt đầu tăng cường các đơn vị được huấn luyện tốt hơn, bao gồm lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm tại Kurs. Bên cạnh đó, họ đã nghiên cứu kỹ khu vực này. Nga buộc phải chuyển một lượng quân từ Ukraine về phòng thủ Kurs. Tuy nhiên, theo Economist, có một ngoại lệ lớn đó là Pokrov. Quân đội Nga đã duy trì đạt tấn công vào thành phố này trước khi Ukraine tấn công Kursk và giờ đây họ đang tiếp tục gây áp lực nặng nề cho Kiev. Có thể nói, Nga muốn đập tan cuộc xâm nhập của Ukraine và Kursk, đồng thời muốn lợi dụng sự cạn kiệt nhân lực và vật lực của Ukraine bằng cách đẩy mạnh tấn công vào Pokrov. Sơ Y thừa nhận, phía Nga đã tìm ra cách chiến đấu và chúng hiểu chiến thuật của chúng tôi. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã thiệt hại 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 xe bọc thép chữa quân, 262 xe thiết giáp các loại, 115 xe mô tô, 5 hệ thống tên lửa đất đối không, 7 hệ thống phóng loạt MLRS, 25 hệ thống pháo dã chiến, 4 trạm tác chiến điện tử, 4 xe kỹ thuật, trong đó có 1 xe chống chứng ngại vật và 1 xe gỡ mìn. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk thông báo trên Telegram hôm 18 tháng 8. Ở gương Kurs, thêm một cây cầu nữa bị phá hủy, không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Ông Olechuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc cháy lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc quan sông Seim ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy. Trước đó hai ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seim. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa Khima-S do Mỹ sản xuất. Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường khuyết mạch của Moscow. Roman Anjokin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kursk và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cầu Svanoe, cách Kruskovo khoảng 7 km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối ngày 18 tháng 8. Hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội Nga và nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của họ. Theo ông Zelensky, sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở Kursk đang trở nên mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình. Ông Zelensky cảm ơn các lực lượng Ukraine tham gia vào hoạt động ở Kursk và ở mặt trận phía đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự như đã cam kết. Ông Zelensky nhấn mạnh, về việc chuyển giao hàng viện trợ tới các đối tác của chúng tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã kêu gọi rất nhiều, chiến tranh không có ngày nghỉ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được thêm nhiều bước tiến ở khu vực Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là xe tăng của lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Onkopka, cách thị trấn sút xa ở Kursk khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát sút sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Nga đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh. Người đứng đầu quận Korenevsky ở vùng Kurs, Marina Deti Areva, kêu gọi người dân không quay trở lại sau khi đã rời khỏi khu vực này. Bà Deti Areva nhấn mạnh, Tình hình giao tranh trên lãnh thổ của chúng ta vẫn còn phức tạp, một số công dân vẫn tìm cách trở về nhà, do đó cản trở công việc của quân đội. Cho đến nay, việc trở về khu vực này là điều cần tránh đối với người dân địa phương và đôi khi dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp.